là G12 0S cho vị ha. À, chiếc này có chiều dài là chỉ có 49 thôi cho vị ha, chiều dài chỉ có 49 thôi. Và chiều ngang nó hơn 2 mét cho vị ha. Chiều ngang nó hơn 2 mét và xài động cơ Johnson cho vị ha. Johnson bao nhiêu lực ta? Chiếc này 90 mã lực cho vị ha. Và chiếc này có đời năm 2012 cho vị ha, đời năm 2012, đời năm 2012. Và động cơ nó mới xài được 315 giờ thôi. Đó. Chiếc này động cơ 2 thì vậy ha, động cơ 2 thì Johnson. Đó, chiếc này mới khoảng được 320 giờ đổ lại như vậy ha, 320 giờ đổ lại. Rất là đẹp luôn. Chiếc này bằng nhôm cao cấp như vậy ha, nhôm nó dày lắm, nhôm nó dày tới chiếc này mình đi biển nó xài cao cấp mà. Nhôm rất là dày bên trong của nó nè. Chiếc này nó đang chuẩn bị đi kiểm định. Chào quý vị, chị em thân mến, hôm nay mình sẽ quay tiếp theo những cái dòng cano ký gửi ha, khách vừa ký gửi. Cho nên chiếc này cũng ok lắm, chiếc này thì cũng là bằng nhôm cao cấp nha ha, chiếc này thì tương đối rộng rãi lắm. Chiếc này mà quý vị anh chị em đi câu đi biển là hết sảy nha, chiếc này rất là đẹp, rất là rộng rãi, kiểu hơi dáng hơi lạ hơn những cái dòng khác nha quý vị ha. Chiếc này có mã hiệu là G12 0S cho quý vị ha. À, chiếc này có chiều dài là chỉ có 49 thôi chị vị ha, chiều dài chỉ có 49 thôi. Và chiều ngang nó hơn 2 mét chị vị ha. Chiều ngang nó hơn 2 mét và xài động cơ Johnson như vậy ha. Johnson bao nhiêu lực ta? Chiếc này 90 mã lực chị vị ha. Và chiếc này có đời năm 2012 chị vị ha, đời năm 2012, đời năm 2012. Và động cơ nó mới xài được 315 giờ nhỉ, 315 giờ. 315 giờ thôi. Đó. Chiếc này động cơ 2 thì vậy ha, động cơ 2 thì Johnson. Đó, chiếc này mới khoảng được 320 giờ đổ lại như vậy ha, 320 giờ đổ lại. Rất là đẹp luôn. Chiếc này bằng nhôm cao cấp như vậy ha, nhôm nó dày lắm, nhôm nó dày tới chiếc này mình đi biển nó xài cao cấp mà. Nhôm rất là dày bên trong của nó nè. Chiếc này nó đang chuẩn bị đi kiểm định đó bạn, kiểm định nó sơn lại. Trước hồi xưa là nó sơn lại, bây giờ chắc nó không biết nó có sơn lại không, nhưng mà nó đang ký gửi bán cho quý vị ha. Mình đi một vòng sớm mình sẽ báo giá cho quý vị chú ý xem tham khảo. Bên đây nó rộng lắm. Bên trong cũng có phòng nghỉ ngơi rồi ha, bên trong cũng có phòng nghỉ ngơi được khoảng 4 người ngồi rồi ha. Rất là rộng rãi ha. Có combo đầy đủ nha quý vị ha. Mình tùy theo cái sở thích của mọi người thôi. Mình quay nhiều thể loại và báo giá cho quý vị chú ý xem tham khảo giá. Và chiếc này có tâm hạ là 1m6 cho mình ha, tâm hạ 1m6. Ở dưới nè, ở dưới lượng của nó ha, rất là rộng rãi ha. Chiếc này rộng rãi lắm, rất là rộng rãi luôn. Và đi một vòng sau đó mình xin báo giá cho quý vị xem. Chiếc này cũng tương đối không mắc lắm nha mình ha. Chiếc này đời nó làm đời năm 2012. Đời năm 2012. Xe động cơ Johnson 90 mã lực ha. 90 mã lực. Và chiếc này có giá trị là 26.000 đô la Úc chị ha. 26.000 đô la Úc, nhưng mà đang giảm 6.000, chỉ còn có 20.000 đô la Úc thôi. 20.000 đô la Úc như vậy ha. Nếu mà quý vị anh lấy xe kéo là 2.000, nó là 22.000. Còn không lấy xe kéo là chỉ có 20.000 thôi, đang giảm 6.000, 26.000 mà giảm 6.000 còn có 20.000 là chiếc này đang giảm giá từ đây đến cuối tháng nha quý vị ha, đang giảm giá từ đây đến cuối tháng thôi. Đó, và chiếc này mà nếu nhập khẩu về Việt Nam khoảng mất 100 đến 120 triệu quý vị ha. 100 đến 120 triệu. Chiếc này bằng nhôm cao cấp như vậy ha. Đời năm 2012 và chiều dài nó là 4m9 và chiều ngang nó hơn 2m như vậy ha. Đó, bằng nhôm cao cấp như vậy ha, bằng nhôm cao cấp. Trong của nó đây ha. Trong nó đây.
trong có đầy đủ tiện nghi chứ mày ha, có máy combo, máy định vị rồi, nói chung rồi có đầy đủ hết. Chuyến này mình đi biển là chạy được khoảng 50 cây số giờ như vậy ha, 50 đến 60 cây số giờ như vậy ha, cũng tương đối. Nếu mà đi đường sông thì khoảng 60, đi biển thì khoảng 50 là ok rồi. Đó. Chuyến này mình đi biển vô tư như ha, chứ mà đi biển vô tư luôn, rất là rộng nha. Để Tâm Hà nó cũng trên 1m6, tương đối cao ráo ha, đi rất là cao, rộng rãi ha, đi chơi đi câu hết sải. Là năm 2012 như vậy ha, 2012 giá trị là chỉ có 26.000 đô la Úc, giảm 6.000, còn có 20.000 đô la Úc thôi mày ha. Chiếc này cũng đang giảm giá đến cuối năm như vậy, cuối tháng như vậy ha. Xin lỗi quý vị, đó, giảm tới cuối tháng thôi. Rất là đẹp luôn. Chiếc này thì nói chung là anh chị em nào đi biển đi câu là đi chơi là dách lầu á, nói chung là đi là cứng cáp, rất là cứng cáp, đi cả gia đình chơi cũng được. Rất là cứng cáp, rất là cứng ha. Đi không sợ bị gì ha. Chiếc này nên đi câu đi biển là chơi hết sảy. Anh chị em nào có điều kiện thì mua những cái dòng này cũng không quá mắc lắm nhiều ha. Nói chung là 320 triệu tiền Việt Nam mình thôi. Nhập về thêm 100 mấy triệu, nó khoảng nói chung là về cái Việt Nam luôn là khoảng cũng gần 400 mấy triệu, 450 triệu, khoảng chừng đó thôi nha ha. Thì theo cái tỷ giá, thì theo cái đô la Úc nó lên xuống, đô la Úc thì hiện tại bây giờ anh chị em mua thì nó tương đối ha, thì nó đang xuống nhiều. Đô la Úc năm nay xuống, chứ mọi năm năm ngoái tới tháng này tới khoảng 1.16, 1.78, năm nay giờ chỉ còn có 15 mấy, cũng tương đối. Và quý vị anh chị em nhớ đăng ký ha, và bấm cái chuông ha, bấm like ha, bấm share video của mình cho tất cả anh chị em thông theo sông nước miền Tây đều theo dõi nha. Và bên mình cũng có nhận mua bán cano, ghe tàu ký gửi ha. Quý vị anh chị em có chiếc cano, chiếc ghe, chiếc tàu mà muốn bán á, quý vị anh chị em quay điện thoại nằm ngang ha, gửi qua cho mình ha, sẽ đăng bán hoàn toàn miễn phí cho quý vị chú ý xem tham khảo giá thôi ha, tham khảo giá thôi. Đó, tùy theo cái túi tiền của mọi người ha, tùy theo cái sở thích của mọi người, nói chung thì tiền nào của đó, giá nào cũng có hết. Quý vị anh chị em thích là giống như mình xài một cái iPhone là một cái của Mỹ và xài của điện thoại của Trung Quốc ha, nói chung giá nào cũng có, giá nào cũng có, tùy theo cái túi tiền của mọi người thôi. Mình chú ý mình quay cho quý vị chú ý xem tham khảo giá này. Những cái dòng mấy cái dòng xe kéo về rất nhiều nè quý ha, xe kéo mới nè, nó chiếc nào là nội là mới nha ha, xe kéo chiếc này là loại mới nha ha, chiếc xe kéo dưới này mình là 7m nè, cho cano 7m, chiếc này là 8.000 đô, chiếc này là xe kéo này là 5.000, 4.000, 3.000, 10.000 cũng có, tùy theo loại xe kéo như vậy ha, tùy theo loại. Bên đây cũng vậy, giá rẻ nhất là 2.000, 3.000, 4.000 ha, tùy theo cái chất lượng. Rồi, mình đi một vòng sau đó mình xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn nhiều trong thời gian qua đã xem video của mình. Chúc các bạn và gia đình một ngày mới thật tốt đẹp và xin hẹn video kế tiếp. Và chiếc này mình xin nhắc lại ha, chiếc này có chiều dài là 5m9 như vậy ha, 49 như vậy, xin lỗi, 49, và chiều ngang nó là hơn 2m, và xài động cơ Johnson 90 mã lực, giá trị 26.000 còn giảm 6.000, còn có 20.000 đô la Úc thôi ha. Rồi xin hẹn video kế tiếp ha, mình sẽ quay những dòng khác cho quý vị chú ý xem tham khảo tiếp ha.